Chiều ngày 4 tháng 5, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Tại cuộc họp, các nhà báo đặt câu hỏi đề nghị Bộ Công an thông tin về tiến độ điều tra và diễn biến mới liên quan đến một số vụ án đang được quan tâm. Trong đó có vụ án Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An. Trả lời câu hỏi trên, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho hay, liên quan đến vụ án Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam 23 bị can, tăng 6 bị can so với kỳ họp vào tháng trước. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng trước, vào ngày 3 tháng 4, Trung tướng Tô Ân Xô thông tin, trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn, cơ quan điều tra đã thu hồi 55 tỷ đồng và 1,6 triệu USD của các bị can nộp lại, đồng thời phong tỏa nhiều tài sản có giá trị của các bị can và đơn vị liên quan. Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, lãnh đạo cán bộ ở nhiều địa phương đã bị khởi tố, bắt giam thời gian vừa qua. Trong đó có 3 lãnh đạo cao cấp của tỉnh Vĩnh Phúc bao gồm cựu bí thư tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan, cựu phó bí thư thường trực Phạm Hoàng Anh và cựu chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành. Cả 3 người này cũng bị khởi tố để điều tra về tội nhận hối lộ. Tại Quảng Ngãi, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố, bắt giam chủ tịch tỉnh Đặng Văn Minh, 2 cựu chủ tịch tỉnh Cao Khoa và Lê Viết Chữ cùng nhiều cán bộ sở ngành khác. Những người liên quan bị điều tra nhận hối lộ hoặc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng ông Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long bị bắt về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Hồi cuối tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phúc Sơn. Hậu Pháo bị cáo buộc đưa tiền cho nhiều người, trong đó riêng bị can Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít, Vĩnh Long nhận 64 tỷ đồng từ Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn. Về tiến độ điều tra vụ án liên quan đến Tập đoàn Thuận An, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam 8 bị can và bị can mới nhất là cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái. Cựu bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Ông Dương Văn Thái, sinh năm 1970, quê ở Bắc Giang, là tiến sĩ kinh tế. Quá trình công tác của ông Dương Văn Thái trải qua nhiều vị trí tại tỉnh Bắc Giang. Tại kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa 15 hôm ngày 2 tháng 5, ông Dương Văn Thái bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội. Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã ban hành quyết nghị tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội, đồng ý đề nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Dương Văn Thái. Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, vụ án này, tài liệu điều tra cho thấy trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 12 năm 2023, Tập đoàn Thuận An đã trực tiếp tiến hành liên doanh, tham gia trúng 38 gói thầu tại 16 tỉnh thành với tổng giá trị lên 23.000 tỷ đồng. Đặc biệt, trong năm 2022 đến năm 2023, tập đoàn này đã phát triển rất nóng, trúng nhiều gói thầu với tổng trị giá 18.000 tỷ đồng. Trong đó có những gói thầu thuộc nguồn vốn của chương trình phục hồi kinh tế xã hội sau Covid-19. Theo Trung tướng Tô Ân Xô, đến nay, các bị can liên quan đến Thuận An như Nguyễn Duy Hưng, Phạm Thái Hà, Dương Văn Thái và nhiều bị can khác đều khai báo với thái độ thành khẩn, khá chi tiết, làm rõ bản chất vụ án. Một số người chủ động khắc phục hậu quả thiệt hại. Người phát ngôn Bộ Công an cũng kêu gọi, qua vụ án này, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an kêu gọi những ai mắc sai phạm vụ án kể trên hãy trung thực báo cáo với tổ chức hoặc tự thú để được hưởng khoan hồng. Trong thời gian qua, liên quan đến vụ án ở Tập đoàn Thuận An, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can. Trong đó có 3 bị can liên quan ở Bắc Giang gồm các ông Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang, Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án, và Hoàng Thế Du, trưởng phòng Ban Quản lý Dự án tỉnh Bắc Giang. Ông Nguyễn Văn Thạo cùng cấp phó Đàm Văn Cường bị bắt về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ, còn ông Hoàng Thế Du bị bắt về tội vi phạm quy định về việc đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. 4 bị can còn lại bao gồm các nhân sự của Tập đoàn Thuận An và ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội. Ông Hà bị khởi tố, bắt giam một ngày trước khi điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với những người khác để trục lợi. Sau khi bị khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, C03 đã yêu cầu nhiều địa phương như Đắk Lắk, Phú Yên cung cấp hồ sơ liên quan đến các gói thầu của Thuận An. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm của Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm và thu hồi triệt để tài sản. Liên quan đến các sai phạm trong đấu thầu, gần đây, Bộ Công an cũng đã yêu cầu nhiều tỉnh thành cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang lại đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023. Phục vụ công tác điều tra liên quan đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cây Xanh Công Minh có trụ sở đóng tại tỉnh Bình Phước. Theo văn bản đề nghị, để phục vụ công tác điều tra có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty Công Minh, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cung cấp cơ sở pháp lý để Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố cấp ngân sách nhà nước và triển khai đối với các dự án. Quy trình thực hiện dự án từ khi xin chủ trương, duyệt cấp kinh phí các cấp cho đến khi lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng và tổ chức thực hiện, nghiệm thu quyết toán. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an còn yêu cầu tỉnh Đắk Lắk cung cấp toàn bộ hồ sơ về đấu thầu, các dự án về trồng, chăm sóc cây xanh. Tỉnh cũng phải cung cấp danh sách các đơn vị, cá nhân thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện liên quan đến việc thực hiện các dự án từ khi duyệt ngân sách đến khi thanh quyết toán. Bên cạnh đó là danh sách các nhà đấu thầu, trúng thầu và thi công dự án. Ngoài ra, việc cấp ngân sách cho từng đơn vị chủ thầu đầu tư, từng dự án và việc sử dụng nguồn ngân sách này như thế nào, có đúng quy định hay không. Bộ Công an còn yêu cầu tỉnh Đắk Lắk cung cấp hồ sơ thực hiện dự án khi mời thầu, nghiệm thu, quyết toán, hồ sơ thanh, kiểm tra các dự án nếu có. Theo một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, trên địa bàn thành phố, công tác trồng và chăm sóc cây xanh được đặt mục tiêu rất cao. Tuy nhiên, thành phố không thực hiện các dự án trồng cây xanh riêng lẻ mà thực hiện kết hợp trong những dự án làn đường, hoa viên, công viên. Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an cũng đã có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cung cấp hồ sơ vụ án trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn liên quan đến Công ty Công Minh. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, Công ty Công Minh thực hiện 4 gói thầu trồng chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh, bao gồm 2 gói thầu Công ty Công Minh liên danh với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Nghĩa Hà, bao gồm gói thầu vệ sinh đường nội thị và vệ sinh hoa viên, khơi rãnh thoát nước, phát quang cắt cỏ, làm cỏ khu vực Hồ Tây và khu vực nội thị trấn Đắk Miêu, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện Đắk Miêu từ năm 2020 đến năm 2021, giá trị trúng thầu hơn 1,7 tỷ đồng. Vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện Đắk Miêu từ năm 2021 đến năm 2022, giá trúng thầu hơn 2,8 tỷ đồng. Riêng 2 gói thầu doanh nghiệp này trúng thầu độc lập bao gồm xây dựng công trình hoa viên, trung tâm thị trấn Đắk Mâm, huyện Carono vào năm 2018 với giá trị gói thầu hơn 8 tỷ đồng và gói thầu thi công xây dựng công trình hoa viên cây xanh, khu vực cầu vượt bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông, quốc lộ 14, đoạn qua thị xã Giang Nghĩa với giá trị là 6 tỷ đồng vào năm 2018. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Giang Nghĩa cho biết, đến nay, dù chưa được các ngành chức năng yêu cầu cung cấp, nhưng đã cho kiểm tra hồ sơ dự án công trình hoa viên cây xanh, khu vực cầu vượt bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông thực hiện năm 2018. Đây là dự án với nhiều hạng mục, trong đó giá các vật liệu khác có giá công khai để tham khảo. Riêng kinh phí để trồng cây cho dự án này chỉ hơn 320 triệu. Ngoài ra, dự án Công ty Công Minh trúng thầu bằng hình thức đấu thầu qua mạng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Miêu cho biết, cũng chưa nhận được yêu cầu cung cấp hồ sơ 2 dự án Công ty Công Minh thực hiện tại địa phương. Tuy nhiên, toàn bộ hồ sơ đang được lưu trữ, chuẩn bị đầy đủ khi Ủy ban Nhân dân tỉnh có yêu cầu. Được biết, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an cũng đã gửi văn bản yêu cầu rất nhiều địa phương trên cả nước cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến các dự án của Công ty Công Minh. Theo thông tin trên cổng thông tin đấu thầu, Công ty Cây Xanh Công Minh đã tham gia đấu thầu và trúng nhiều gói thầu bất thường ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Điển hình là công ty này đã tham gia 228 gói thầu, trong đó trúng 172 gói, trượt 37 gói, 14 gói chưa có kết quả và 5 gói đã bị hủy. Được biết, năm 2019, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cây Xanh Công Binh đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm hình thành, phát triển và đón nhận Huân chương Lao động hạng 3. Đây là doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh Bình Phước vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý này.